Bệnh quá vậy? Mày nghĩ sao vậy? Mày mang vớ á thì mày phải mang giày bata vô. Còn mày muốn mang giày sandal thì mày lột đi vớ ra đi. Mày mặc gì ghê vậy? Sao vậy? Tớ thấy dễ thương mà. Giống như mấy cô gái Nhật vậy á. Thôi kệ nó đi. Nè. Rồi có ghi lại mấy cái địa chỉ chưa? Thôi tao biết rồi. Mấy cái đồ cần thiết á là tao bỏ vô đây hết rồi nha. Rồi có ăn sáng không hay là về rồi ăn luôn? Thôi, chút nữa hẹn ở quán cà phê, ta sẽ canh rượu bạc. Rồi, đi lẹ đi, không có trễ giờ. Tôi đi nha. Ôi, tôi mà nhìn mong. Tốt nha. Nhớ nhiều quá. Thì bớt đi hai má, thấy ghê hả? Ta đi nha. Bye bye. Ê mày, theo mày nghĩ lần này nó có làm được không? Tao cũng không biết nữa. Mà mày nữa đó, cũng lo đi kiếm việc làm đi. Rồi. Nó cũng có việc làm rồi đó. Cái kênh YouTube tao sắp kiếm được tiền rồi. Tao sẽ nuôi mày, nuôi nó luôn. Nuôi hai đứa bay, nuôi hết. Nè, sắp tới thấy đóng tiền nhà rồi đó. Rồi, biết rồi, tao nuôi mày mà. Cảm ơn chị. Gì quá vậy? À, lộn bàn rồi anh. Cô là Hà Vân. Tài xế. Tôi là Hoài Trung, giám đốc công ty mà cô xin làm đó. Ngồi xuống đi. Uống gì? À, tôi muốn tôi khỏi đi. Nó nhanh lắm. Muốn làm trị cho tôi rất đơn giản. Đầu tiên, không được thắt bính kiểu đó, nhìn rất sến. Điều thứ hai là không được mang giày sandal mang vớ, nhìn rất bệnh. Thứ ba, làm trị cho tôi không có gì đó cố định. Muốn cô xuất hiện lúc nào thì cô phải xuất hiện ngay lúc đó. Và điều đặc biệt, phải xịt nước hoa hàng ngày. Tôi thích một người con gái lúc nào cũng thơm tho. Hết. Nè anh, anh tưởng tôi còn công việc gì lắm hả? Cái ăn mặc của tôi thì ảnh hưởng gì ta anh? Tóc tai tôi như vậy thì ảnh hưởng gì ta anh? Nước hoa hả? Không có tiền mua. Thích thì anh tự đi mua đi. Đồ biến thái. Lương 10 triệu. 10 triệu. 10 triệu. Mai tôi sẽ đi làm. Tôi đâu mướn cô đâu. Yên. Về đợi điện thoại đi. Nói chung là vừa. Ta đi lang thang nhìn ngắm cuộc đời. Trời mưa, nói chung cũng vui. Anh em bên nhau, hàn huyên chờ chơi nắng. Đi làm, nói chung cũng vui. Bao nhiêu đam mê, công hiến cho đời. Đi chơi, đương nhiên là vui. Hôm nay đi chơi thì mai đi làm. Cái gì vậy? Bà cạn lời rồi hả? Trời ơi, công nhận dở dã man luôn á. Ông hát dở xong cái đàn của ông nhão nhẹt nữa. Cái này bà không có quyền đổ thừa tôi. Cái này là lỗi do cây đàn. Lỗi là do tôi sinh ra mang được ngay kiếp con nhà nghèo. Mua được cây đàn như đây thôi. Thì cũng được, cũng được. Sao nghe miễn cưỡng quá bây giờ. Thí dụ như
bà giới bộ bà khen tôi cái ờ ờ Khang ơi phương thích quá đi. Bà khen gì bà chết hả? Khang khùng đó Khang. Khùng hả? Khổ quá. Mà ông xếp lịch đi tập cho tôi chưa? Tập bài mới đó. Thì thứ bảy tuần này nè. Ủa mà bà đi casting cái giọng mãi giọng mai gì chưa? Chưa. Thì tầm một tuần nữa mới có kết quả. Chứ ông làm như sổ số vậy. Đi cast cái có kết quả liền. Lâu rồi. Ê quên. Tôi mới sáng tác bài mới. Ok. Tập trung nghe nha Khang. Rồi. Khi thức giấc bỗng thấy trong lòng còn bao nhớ nhung hôm qua. Anh đã đi thật xa, chỉ còn lại một mình em hôm nay. Khi đắc yêu đâm sâu, chia tay rẻ mắn vẫn vương dài lâu. Em biết không còn đâu những ngày mình cùng nhau tay trong tay. Được không? Sao đưa ra vậy? Thì giờ nếu nói không được thì cũng không được. Thì được. Khen cho có tâm một chút coi, khen gì kỳ cục. Tôi nói thiệt là tôi cũng mong cho bà đậu với giọng ai gì lắm. Tại vì biết đâu đó sẽ là một bước đệm để bà thực hiện ước mơ dễ hơn. Chứ thiệt lòng là tôi cũng muốn giúp bà, mà không biết phải giúp sao hết á. Bị khùng hả? Khùng cái gì? Sao tự nhiên ông sớm như mà bến vậy? Đó đó, cứ chửi khùng đi. Ví dụ mà có đậu đi, đừng có kêu anh trời ơi Khang đẹp trai ơi, đẹp đàn với tôi hát nha. Nói nghe nè, sau này tôi mà có nổi tiếng hả, thì ông phải đối xử với tôi tốt chút. Xong rồi tôi coi cái biểu hiện của ông á, xong rồi tôi sẽ cho phép ông lên sân khấu đẹp đàn ké cho tôi, ok? Ây da, Phương Quý Phi à, kẻ nội tài này nguyện làm thân trâu ngựa. Khen công công mình thân. À, bà cái xúc phạm đến bản lĩnh đàn ông của tôi vậy đi. Tôi biết rồi. Sâu ở trong tâm khảm của bà á, bà cố tình mà chọc tôi vậy để cho tôi ế. Đàn bà chiếm đoạt tôi hả? Ông nghĩ sao tôi chiếm đoạt ông vậy ông nội? Ông yên tâm đi. Đẹp trai như Khang, đàn hay như Khang, hát hay như Khang, làm sao mà ế được? Rõ ràng. Mà nếu mà lỡ xui lắm có ế á, thì tôi sẽ hy sinh tấm thân gầy mòn này tôi đi gả ông cho người ta. Đừng lo. Trời ơi, bà cao thượng vậy luôn á hả? Ừ, lò mổ heo nhiều lắm em. Em có hai vé xem phim nè. Vậy đi với em nha. Không được. Em có hai vé xem phim nè. Sao mà nhóc không thích quá vậy ta? Cuối tuần chị có rảnh không? Chị đi coi phim với em nhé. Em có hai vé xem phim nè. Chị đi chung với em nha. Sao tự nhiên lại rủ chị đi xem phim? Dạ tại vì em nghe nói phim này hay lắm. Em rủ bạn gái của em đi. Nhưng mà em không có bạn gái. Phương Quý Phi, có gì ăn không chứ kẻ nô tài này đói bụng quá. Ăn. Ông mập lắm rồi ông biết không? Ông như con heo vậy, gã vô lò mổ heo mà phải rồi. Nhưng mà đói thiệt. Thì chờ chút nữa đi, bà chút đi làm về mà nấu cho ăn. Tôi có biết nấu đâu. Em không có bạn gái thì em rủ mẹ hay là bé Dương đi cũng được mà. Tại sao phải rủ chị? Phim này là phim tình yêu mà. Rủ mẹ theo là mẹ quýnh em chết luôn á. Còn Hải Dương nó còn nhỏ nữa. Thôi chị đi với em nha. Nói chung là chị không có đi đâu. Em về đi. Em chỉ muốn đi với chị thôi. Đi coi phim phải không? Đâu đây coi đưa đấy. Dạ. Đưa đây coi. Đi coi phim mà không rủ chị. Ê, nghe nói ông thích đi coi phim đó đúng không? Bà nhớ lộn hay sao vậy? Tôi thích nghe nhạc quá. Ông thích đi coi phim là. Trời, phim là đam mê của tôi mà, phim nào tôi cũng biết hết á. Sao? Dạ. Rủ chị Trúc đi mà chị Trúc từ chối phải không? Không có gì phải buồn. Chị với anh Khang sẽ đi với em. Dạ thôi, em tối nay em bận rồi. Em phim mấy giờ chiếu? 7 giờ đúng không? 6 giờ rưỡi chị có mặt. Ok. Mua sẵn nước cho em luôn. Dạ thôi, tối nay em bận thôi, em về nè. Bye bye. Có ngồi hàng nào. Dạ.
đấy. Trời ơi, mệt cái thằng nhóc mày thiệt á. Chắc bữa nào á là tôi phải mét mẹ nó mới được. Trời ơi, coi kìa coi kìa, máy bay lâu năm rỉ sét, giờ có phi công tới nộp đơn xin lái rồi còn bà đặt chảnh nữa. Ủa, bay lên đi Trúc, bay lên. Bà nói máy bay là cái gì? Máy bay ngoài sân bay mới có chứ. Về search Google đi, ông làm rớt miếng của tôi quá à. Hai người nói chuyện gì tào lao quá à. Nó nhỏ hơn tôi tới mấy tuổi lận đó. Nó đang thi đại học, nó mà thi rớt, mẹ nó cạo đầu nó, rồi cạo đầu luôn tôi á. Trúc ơi, mày có tật giật mình phải không Trúc ơi? À Trúc ơi, có gì ăn không Trúc ơi? Nè, ăn đi. Ôi, tôi ăn miếng này. Tôi đã hả? À Dân, Dân mới về. Ủa sao sao? Công việc sao rồi? Mới đi ngoài nắng về khát nước, biết mà, biết mà. Ăn đi nha. Đưa đây. À hiểu rồi, hiểu rồi. Không được ăn rồi. Chuyến này để tôi về tôi mua chục trái tôi ăn nữa hận. Thôi, bye bye nha. Ê, nhớ coi, gà miếp cho tôi nha. Rồi. Sao hôm nay ổn không? Tụi bay không tin được đâu. Ông giám đốc nó xuất hiện á, giống y chang như mới đánh lộn về vậy đó. Trời ơi, người gì đâu mà đầu tóc thì bù xù, mồ hôi thì nhễ nhại. Lúc mà tao được gọi điện thoại đi phỏng vấn á, tao có tưởng tượng giống như là trong phim Hàn Quốc vậy đó. Tao sẽ xuất hiện dễ thương vậy nè, bước vô quán hờ hững. Xong rồi ổng giám đốc sẽ là một soái ca đẹp trai, mặc đồ vest sơ mi trắng cái kiểu, nhìn tao hững hờ. Nhưng mà kết quả hả? Má ơi, thất vọng tràn trề luôn vậy á. Bộ ghê lắm hả? Ghê cái gì, gọi là ghê của ghê của ghê của ghê luôn á. Vậy mà ổng còn chảnh nữa chứ. Nhìn tao giống như kiểu hả, tao là người gọi là quái vật từ ngoài hành tinh xuống vậy á. Thiệt, tao muốn đánh cho ổng chết luôn vậy á. Bực cái mình. Nếu tao mà làm trợ lý của ổng á, tao sẽ tút lại cái style cho ổng, chứ để vậy nhìn không ổn chút xíu nào luôn á. Ủa, vậy là mày được nhận rồi hả? Không biết. Trời ơi, vậy mà nãy giờ mày nói như là mày được nhận tới nơi vậy á. Nhưng mà chắc được nhận mà. Nhưng mà nói chung tao thấy cũng được đi. Chỉ có cái vụ là mày sẽ tút lại cho ổng, tao thấy cái đó nó hơi sai sai thì sao á. Có vấn đề gì? Thì tại vì cái style của mày nó... Cái gì? Style của tao sao? Nó kiểu em gái miền quê. Cho nên là trong sáng rồi. Mày tút là cho ổng có khi nào ổng thành chàng trai miền quê giống mày không? Tao là tao thấy mày giống y chang như cái ông giám đốc khùng điên đó rồi đó nha. Ủa, bộ ổng chê mày lúa hả? Cái gì? Cái con này thiệt á. Hôm nay mà đánh sung ha. Lúc nào tao không sung. Ghê. Công ty mày sao rồi? Công ty của tao không có sao cả, mà tao thì có sao. Là sao ba? Thì công ty mới thành lập, chưa đâu vô đâu hết. Chắc khoảng thời gian nữa mới xong mày ơi. Mà tao thấy không ai như mày hết á. An nhàn làm thiếu gia đi, còn mày đặt. Ủa mắc cười quá. Mày làm ông chủ được, không lẽ tao không làm ông chủ được? Mà mày ơi, làm cho ba tao á, dù sao cũng là làm công. Tao thích làm một mình, tự do, thoải mái hơn. Bạn bè á, là phải giúp nhau tới cùng nghe chưa. Mấy cái event công ty mày á, là của tao hết nha. Gì vậy? Suy nghĩ sao vậy? Ở đâu ra? Lần trước mày nói á, mày tuyển trợ lý á, sao rồi? Mày nhắc làm chi vậy? Tự nhiên tao đang quên, mày nhắc một cái á, là tao ứa gan trở lại rồi. Mày biết không? Sao sao? Ngay cái ngày đầu tiên mà nó gặp tao nha, nó thấy tao mặc đồ nói chung là không có được đẹp lắm á, tóc tai bù xù, quần áo xốc xếch vậy nè, nó coi thường tao mày. Trời ơi, con nhỏ đó có được cái gì đâu, không có bằng ai hết mà rất là chảnh luôn. Tóc tai á thì thắt bính hai bên. Thời buổi bây giờ mang vài sandal mà mang vớ. Trời ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Tao hết hồn luôn, vậy mà coi thường tao. Nhưng không ngờ sao sao tao dập cho một trận. Dập luôn? Mày dập sao đâu? Muốn làm rỉ cho tôi, rất đơn giản. Không có gì đó cố định. Không được thắt bính kiểu đó. Không được mang giày sandal và mang vớ. Phải xịt nước hoa hàng ngày. Tôi thích một người con gái lúc nào cũng thơm tho. Hết. Chị Khai,
Lương 10 triệu 10 triệu 10 triệu Mai tôi sẽ đi làm. Tôi đâu mướn cô đâu. Yên. Ê, nhỏ đó cũng thú vị mày. Bữa nào á, mày giới thiệu cho tao gặp con. Muốn gặp gì vậy? Muốn gặp qua công ty tao họp gặp đây cái gì? Vậy là mày nhận em hả? Cũng không biết nữa. Nhưng mà có lẽ là nhận. Ghê ghê. Thơm quá vậy em? Cho em đó chị. Thơm lắm đó bà. Nè, nước ngoài chắc luôn nè. Dạ không, hàng Việt Nam mà. Dạ. Ờ, hàng Việt Nam đó em. Hàng Việt Nam mà thơm quá vậy. Gì vậy? Gì mà tụi năm tụi bảy vậy? Không có thấy tôi lên là tính làm loạn hả? À, ý lên làm trợ lý mới rồi hả? Yeah. Thơm quá vậy ta. Thôi, chai nước hoa của ai vậy thôi uống nhở? Của em hả? Dạ. Cho chị thịt miếng nha. Trời ơi, dễ thương quá à. Trời ơi, mùi dễ thương nha, sợ. Mai tôi đi làm đi. Nước 10 triệu. Mai tôi đi làm đi.